Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các cái thành phần giao diện nâng cao ở trên WinForm và nó hỗ trợ cho chúng ta. Thì tiêu là chúng ta tìm hiểu về những cái thành phần hỗ trợ cho việc in ấn các cái hộp thoại, dialog box và các cái xử lý của trên cái giao diện. Thực ra một số cái thì thầy cũng đã giải thích hôm trước, ví dụ như là docking và anchor này thì thầy cũng giải thích từ hôm trước rồi, cái transparent này cũng giải thích rồi. Ở đây chúng ta để ý là trong cái WinForm này nó hỗ trợ chúng ta một cái là print document và print preview. Cái này để cho phép chúng ta có thể thực hiện để in một tài liệu hiện thời, và nó sẽ cấu hình, nó gọi cái trình của máy in lên, và lúc này chúng ta chỉ việc chọn máy in và chúng ta thực hiện in thôi. Thì đấy là cái print print document. Thì trong print document nó có một là chọn document name, hai là setting cấu hình cho máy in, ba là thực hiện các sự kiện in và query các page, và một phương thức là print để chuyển ra máy in và in. Cái thứ hai là print preview, là thường là dùng để cho chúng ta xem trước khi in. Ví dụ một tài liệu chúng ta tạo ra thì chúng ta cần phải xem trước khi in. Thì khi mà chúng ta xem trước khi in thì chúng ta có thể zoom lên. Đấy. Có thể zoom nó lên. Đấy, thì nó có zoom với auto zoom. Đấy, thì ví dụ đây. Đấy, chúng ta có thể tạo ra một cái print view. Và chúng ta có button in. Đây là một cái ảnh. Chúng ta load một cái tài liệu lên, hay là một cái ảnh ở đó, và khi chúng ta bấm vào review thì nó sẽ load và chúng ta hiển thị, chúng ta nhìn chúng ta hiển thị ở đây. Thì đấy là cái để sử dụng print preview. Các bạn tạo thêm chút xíu. Em thấy chưa bật mic ạ? Rồi. Chưa? Nghe chưa? Đấy, thì đây là cái print preview. Một cái thành phần nữa mà trong thiết kế giao diện WinForm chúng ta cũng hay sử dụng, đó là khi chúng ta muốn show một cái message nào đó, hay là một cái nội dung mà chúng ta muốn người dùng xác nhận, thì chúng ta có thể sử dụng dialog box. Dialog box thì cái dialog box này nó có hai cái loại, một là model và hai là model list. Cái model có nghĩa là gì? Khi chúng ta từ một cái cửa sổ này chúng ta gọi một cái hộp thoại, thì khi đó hộp thoại hiển thị ra và chúng ta chỉ quay trở lại cái giao diện, cái form tra khi mà cái hộp thoại này được đóng đi. Thế còn cái loại monolith có nghĩa là gì? Từ một cái form này chúng ta show ra hộp thoại và chúng ta không cần phải đóng hộp thoại đấy, chúng ta cũng có thể quay trở lại cái form tra để chúng ta thao tác. Đấy, thì cái này là người ta gọi là monolith. Đấy, monolith thì đó, thầy sẽ demo cho các em xem được. Hiện tại cái dialog mà thằng WinForm nó cung cấp sẵn cho chúng ta thì có khá là nhiều. Ví dụ như là Open File Dialog để cho phép chúng ta mở ra và lựa chọn một file. Rồi Page Setup Dialog để cho chúng ta hiện ra một hộp thoại liên quan đến máy in để setup cái trang in. Phone Dialog để show ra hộp thoại, chọn phông chữ để cho chúng ta chọn phông. Color để cho chúng ta chọn màu. Save file để chúng ta mở hộp thoại và chúng ta chọn file, nhưng mà để lưu. Còn kia open file là để
mở và print dialog. Tí nữa chúng ta sẽ làm thử. Thôi được, cái này có khi thầy sẽ làm thử luôn cho các em xem, để mua luôn bằng cái một project. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái project .NET. Mình là 81 đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái về demo về enhance. Chúng ta tìm hiểu về các cái tính năng nâng cao. Thì ở đây chúng ta có một là Open File Dialog. Open File Dialog thì nó có những cái như là để chúng ta mở ra và chúng ta chọn file, file OK, file Open, sau Dialog. Page Dialog thì để chúng ta set up một cái page, ví dụ như là margin rồi là page size liên quan đến một page. Phông dialog để chúng ta chọn phông chữ, thì nó có họ phông, phông name, phông color, phông style, rồi phông size. Về color dialog thì nó sâu ra một cái thoại để cho chúng ta chọn màu, màu sắc. Set file dialog thì nó sẽ sâu ra một cái hộp thoại để chúng ta chọn một file. Thì thường là save thì dùng để lưu cái file đó lại. Print preview để sâu lên cái tài liệu lên trước khi in, và print dialog để thực hiện các cái tính hay là các cái tính chất liên quan đến in, gọi là máy in. Thì bây giờ thầy sẽ làm ví dụ, chúng ta có một cái ô text box, hoặc là một cái read text box gì đó. Đây thì có một cái text box và một cái, đây là một cái tài liệu. Và chúng ta có một cái menu. Bây giờ thì sẽ làm một cái menu. Menu thì chúng ta sẽ sử dụng một cái menu strip. Thì ví dụ ở đây chúng ta tạo ra một cái menu strip có tên là comment. Và trong format này thì chúng ta có ví dụ như là về phông, rồi là color, màu, hoặc là chúng ta thì đây là cái menu nhé, đây là menu standard menu. Thì các bạn để ý trên menu này này, mỗi một cái menu này các bạn có thể đặt một cái mnemonic. Thì ở trong này format chúng ta có thể để chữ O bằng cách chúng ta để dấu và ở đằng trước chữ O. Các bạn để dấu và đằng trước chữ O, các bạn nhìn thấy chữ O này được gạch chân, được gạch chân. Về phông thì thầy sẽ để dấu và đằng trước chữ F. Và color sẽ để dấu và đằng trước chữ C. Đó. Thì các bạn thấy là nó gạch chân, có nghĩa là gì? Khi chúng ta muốn dùng phím tắt, chúng ta bấm Alt O thì nó sẽ vào format, altf sẽ vào phông rồi color. Còn nếu các bạn muốn sử dụng tổ hợp phím control thì các bạn cũng có thể làm được ở đây, cũng có thể làm được, đó là ở trong cái shortcut key này. Đấy. Thì các bạn chọn là control, ví dụ format
Đấy, thì các bạn chọn là F cũng được hay là O tùy. Ví dụ O. O. Đấy. Rồi phông này. Đấy thì cái này. Phông này thì các bạn cũng có thể chọn cái shortcut key là Ctrl F. Vâng. Sẽ chữ F. Đấy. Rồi color các bạn có thể chọn Ctrl C. Đó. Đấy là những cái phím tắt. Phím tắt. Bây giờ thì bắt sự kiện là khi mà chúng ta sử dụng cái phím tắt đấy. Đấy, ví dụ như cái ô text này thì sẽ đặt luôn nó. Chúng ta để đắp luôn. Đắp full luôn. Thì khi mà chúng ta chọn phím tắt là phông. Đó. Phông. Thì lúc này thì muốn show ra một cái phông dialog. Phông dialog chẳng hạn. Thì chúng ta thấy ở đây tất cả các cái hội thoại chúng ta nó nằm ở đây. Chúng ta có thể tạo ra kéo vào đây một cái phông dialog. Phông dialog. Chúng ta khai báo biến sẵn. Rồi color dialog chúng ta cũng có thể cho sẵn ở đây. Phông dialog 1, color dialog 1. Vậy thì khi chúng ta chọn này thì giả sử chúng ta kéo sẵn vào đấy rồi thì chúng ta không cần phải xử lý mà chúng ta dùng luôn là phông dialog 1 chấm show dialog. Thì show dialog thì nó sẽ cho chúng ta chọn phông và chúng ta chọn phông và nó trả ra một cái result. Là cái lý do thắng này. À đúng rồi, chúng ta check nếu lý do bằng dialog lý do chấm ok. Tức là khi chúng ta show lên thì nó có hai cái button là ok và cancel. Thì chúng ta chọn ok thì lúc này chúng ta lấy ra cái phông từ dialog lý do để set nó vào cho cái rig. Rig cách bằng chấm phông thì gán luôn bằng phông dialog chấm hết như là nó trả luôn lại cái giá trị phông này luôn. Ví dụ bây giờ để chạy thử cho em xem. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là khi chúng ta chọn vào menu và chọn thì nó sẽ show ra được cái dialog. Đó. Đây các bạn nhìn này. Thì bấm chọn vào đây, phông. Thì nó show ra cho chúng ta một cái dialog, phông. Và ở đây hiện tại mình đang làm này thì cái dialog nó là model. Vì nó là model cho nên chúng ta không đóng cái này thì không thể quay trở lại màn hình trước. Giả sử bây giờ thì chọn là bold và 72. Đấy, ok. Thì gõ hello. Hoàn toàn có thể thay đổi lại phông. Ví dụ cho nó về 16. Cảm thấy nó nhỏ lại này. Đúng không? Hay cho nó đậm nghiêng này. Mọi người thấy dễ không? Đấy. Cái menu format này khi thầy bấm phím Alt này. Bấm phím Alt trên bàn phím nó sẽ có chữ cả chân chữ O. Và bấm Alt O thì nó sổ ra. Sau đó lại bấm Alt O xong F thì các bạn thấy nó ra phông này. Đấy. Hoặc ở đây các bạn nhìn thấy thầy sẽ không dùng con trỏ chuột để trỏ vào kia mà thầy bấm là Ctrl F. Ctrl F thì các bạn thấy nó ra được luôn. Đây là cái phím tắt. Tắt. Các bạn hiểu như này chưa? Hiểu phông chưa? Dạ rồi ạ.
Ok, rất đơn giản thôi. Thì tương tự chúng ta hoàn toàn có thể làm việc với lại cái màu color. Đó. Thì chúng ta cũng sử dụng giống hệt như thế này. Đây sẽ là color dialog, sâu dialog. Và chúng ta check nếu cái result mà bằng dialog result. Ok. Thì chúng ta cũng set cho retake bằng 1 chấm foreground, tức là cái màu chữ đấy, màu chữ chứ không phải là màu này đấy. Sẽ bằng color dialog chấm color thì nó sẽ show ra được cái color và mình có thể chọn màu. À. Chúng ta nhìn thấy đây nó ra cái màu à. Thì các bạn có thể chọn màu đỏ này. Các bạn sẽ thấy dễ lắm luôn. Đấy, màu đỏ đây. Có thể chọn màu khác, màu xanh, màu xanh phông chữ để cho to lên à. Thì các bạn thấy nó rất là đơn giản. Được không nhỉ? Ok chưa? Đây là giống Notepad hả thầy? Sao lại giống Notepad? Notepad là do mình tự tạo ra, mình thích thì mình tạo. Em thấy được giống kiến Notepad ở chợ không có thầy. Notepad làm sao có màu? Notepad có màu không? Notepad chỉnh được màu thì không được thầy ạ. Thế à? Notepad thường không phải Notepad công cộng ạ. Ở trong cái format này có màu không nhỉ? Màu đâu? Màu thì không có, chỉnh phông. Phông thì được, nhưng mà làm gì có màu. Nói vui thôi thì cái mình thầy làm là demo thôi chứ không phải. Các bạn hoàn toàn có thể ngồi các bạn viết lại, đúng không? Làm cái nốt page. Đấy thì làm cái notepad nhá. Bây giờ ví dụ như là cái notepad này. Notepad. Đây chúng ta có file edit format đúng không? Bây giờ để đổi lại chỗ này thêm cái menu nữa. Chỗ này là gì? File. Cho file vào trước. Edit. Không. Bây giờ trước. File edit này. Đúng không? View. Đấy. View là gì? App. À, chúng ta cũng có thể xem ở đây, ví dụ khi bấm Alt, đó là F, E, O, V, H, đúng không? Đây, F thì mình để đằng trước cái này. Từ và F. Đấy. E. Edit là E. Format là O. V là view. View. Và head là H. Đấy. Thấy chưa? Mọi người thấy dấu notepad không? Tạo luôn ra cái notepad. Đúng không? Đấy. Trong file có cái gì? Đấy. Bây giờ này, thêm để có cái phần page setup này. Và print. Đấy. New này. New window vân vân thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo. Thì bây giờ giả sử thầy mở dùng cái này để mở một file nhé, mở một file text. Giả sử trong file này có new rồi là open. Đấy, thì thầy làm thử một cái là new cái open thôi nhé. Đấy, cái open open 3 chấm này. Làm đúng như trong 3 chấm. Thì khi mà bấm vào open Ctrl O và Ctrl N thì Ctrl O Ctrl N Ctrl
À. Đây là ca chủ mà. Em quên đây là ca chủ mà. Đây là ca chủ nó. À. Bây giờ bác sự kiện cho khi mà kích vào nút open thì chúng ta sử dụng một cái open file dialog. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng open file dialog. Đấy, cái này để mở save file dialog để lưu. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng đến open file dialog. Thì chúng ta cũng làm giống hệt thế này. Đó. Thì chúng ta sử dụng là open file dialog. Open file dialog 1.show. Đấy. Thì lúc này chúng ta lấy ra được cái đường dẫn file open file dialog chấm file. Cái file này nó trả lại cho chúng ta cái đường dẫn đến file, đường dẫn đến file. Đó. Bây giờ làm sao để đọc file, để đọc file, đọc dữ liệu file. Thì ở trong cái này hôm trước lẽ ra để dạy nhưng mà thầy lại chưa dạy. Đó là liên quan đến input output stream. Đó. Thì để đọc file, làm nào để đọc được file. Thì ở trong này nó có một cái lớp là lớp file và lớp directory. Lớp directory để chúng ta làm việc với thư mục. Lớp file là chúng ta để thao tác với file. Đấy, thì đây là cái ví dụ để chúng ta duyệt trên một cái thư mục. Còn thao tác với file đây thì sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta có thể dùng thao tác file, file. File đây ví dụ như là đọc, nó có một cái hàm là read all line ở file text, và cho mỗi line thì chúng ta set nó vào kia. Thì bây giờ thầy ví dụ thầy sẽ làm cái đơn giản như thế này thôi. Đó, đó là chúng ta có cái file này đây rồi, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái string, à, đó là các line bằng file chấm. Nó dùng cái file, file của your, ở đây là system.your, trên này mình chưa using nó, using system.io. Thì cái đối tượng file này có ở đây ví dụ đơn giản nhất là read online từ một cái file text, chính là từ cái file đó. Và bây giờ chúng ta duyệt, chúng ta duyệt thì nó cũng có rất là nhiều cách làm. Thì chúng ta add cái này, bởi vì cái read text của chúng ta ấy, thì nó chỉ có text chứ nó không có là append một cái text vào. Vì thế chúng ta sẽ ném nó vào một cái string builder. String builder p bằng new string builder. Các bạn biết string builder không? Có. Ok. For each string s inline thì chúng ta cho sv chấm append and client và add vào. Ở đây vì là mỗi dòng chúng ta sv chấm append luôn cái xuống dòng luôn. Được nào, để cho nó xuống dòng. Đó. Như vậy kết thúc cái phần for each này thì chúng ta cho là cái read text chấm text bằng sb string.
khi chạy các bạn sẽ nhìn thấy ở đây thầy sẽ mở một cái file, sau đó thì chọn open và bây giờ tìm lấy một cái file text. Thì ví dụ ở đây thì đây chỗ này không có cái file text này. Ở đâu đó download. Ví dụ thì chọn cái sample.txt này, mở. Đấy thì các bạn thấy nó ra luôn cái đơn giản. Ví dụ trong sample này thầy chỉ có dữ liệu nhiều, giả sử điện thì tạo ra một cái file, file nào đấy, sample đấy. Đấy, ví dụ như này, tạo ra nhiều dòng đó như thế. Thì các bạn sẽ thấy à, bây giờ thầy mở lại open sample này, các bạn thấy nó ra nhiều dòng không? Hình dung không nhỉ? Đó, các bạn thấy đây nó có một URL ở đây, vì đây là dùng rich text cho nên là làm sao nó nhận được, nó detect được cái URL này. Và chúng ta có thể format phân chữ cho nó đậm lên đó. Tập vào được chưa? Mọi người có hiểu chỗ này không? Họ. Đó. Đấy thì đấy là open, dùng để open. Nhưng các bạn nhìn thấy khi mà open này, thầy chỉ muốn tìm file text thôi mà nó lại hiển thị ra cả những cái file PDF phải ra này. Vậy có cách nào là chúng ta chỉ muốn tìm ra hiển thị file text không? Thì các bạn để ý ở đây, chúng ta có thể set cho cái Open File Dialog là trước khi show các cái thuộc tính, ví dụ như là Open File Dialog chấm filter bằng. Đấy. Khi cái cú pháp của thằng này nó sau này, ví dụ chúng ta chọn là All File, All File. Đấy, chúng ta đóng màu hoặc ra, ví dụ như sao chấm sao. Đấy. À, như là gạch để lâu lâu thì quên chỗ này nó có cái filter, lâu lâu không dùng quên mất cái này, nó sẽ là chấm sao, chấm sao chẳng. Và cái thứ hai nữa là text file thì là sao chấm txt, chỗ này là chấm txt diễn tả thôi, thì đây sẽ là sao chấm txt. À đây. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy nó ra mỗi file TT chưa? Hiểu chưa? Còn đợi all file này, nó ra hết đúng không? Đúng không? Mọi người hình dung nhỉ? Thì cứ mỗi một cái gạch này này, mỗi một cặp này nó sẽ là một, mỗi một dòng nó sẽ là gồm có một cái này và cái gạch. Cái gạch này là sao chấm, là sao chấm gì đấy. Đấy, ví dụ all file, đây là all file thì là sao chẳng hạn, còn đây là sao chấm txt là tất cả những cái gì là sao chấm txt. Thực ra cái đóng màu ngoặc này chúng ta không quan trọng, ta để như này thôi cũng được. All file bằng là cái phần này là phần mô tả và phần sau sược này là dạng theo cách ra, thì nó cứ mỗi một thằng là một cặp như vậy.
Đấy, các bạn đầu tiên nhìn thấy on file này. Ở đó đây này. Thấy tên này. Các bạn nhìn thấy không? Mình có hiểu ý không nhỉ? Đấy. Mọi người hiểu ý không? Alo? Đâu hết, không thể trả lời nữa. Có thầy ạ. Thì hỏi thì trả lời chứ. Đó, thì đấy là open file. Thế bây giờ giả sử chúng ta làm một cái print. Rồi, print đó. Đây, print dialog. Và print đó của mình. Print đó của mình. Thì chúng ta cũng có thể tạo ra được để in cái tài liệu này ra. Đại khái là như thế, mấy cái các bạn tìm hiểu thêm. Thì thầy nói thêm về cái khái niệm dialog. Thầy nói thêm về cái khái niệm dialog. Thì mọi người chú ý ở đây. Đấy là những cái dialog có sẵn. Đấy là những cái dialog có sẵn. Ví dụ message box thì hôm trước thầy đã nói rồi. Nhưng hôm nay nói thêm về cái message box. Thì các bạn chú ý ở đây cái message box của chúng ta ấy. Ví dụ thầy test thử một cái message box. Sau. Message box. Chúng ta có thể tạo ra một cái message box. Và các bạn để ý ở đây nó có sâu. Quan trọng là hiện tại nó có tới 21 cái overload của cái sâu rồi. 21 cái. Thì cái đơn giản nhất đó là sâu message thế này thôi. Đấy là xong. Sâu ra một cái message chúng ta nhìn xong chúng ta đóng lại. Chỉ là một cái thông báo. Đó. Một cái thông báo rất đơn giản. Nhưng ở trong sâu này ngoài cái này ra thì overload của nó còn rất nhiều. Đó. Thì các bạn nhìn thấy overload thứ hai của nó là nó gồm có cái owner, tức là chỉ xem là thằng nào là thằng sở hữu thôi. Thì ví dụ đây trong trường hợp này chính là form chính là zip. Và thứ hai là cái text. Và không chỉ có text đấy, caption là cái tiêu đề của nó, thông báo. À, caption nó lại ở sau thì cái thứ ba này và cái nội dung thông báo đây đó. Nội dung thông báo là mai chúng ta nghỉ, mai cuối tuần cả lớp nghỉ học. Đơn giản chúng ta thấy nó ra được một cái message. Đấy, có cái caption thông báo. Và đây là dialog cho nên các bạn thấy là không bấm về được. Và ok. Đó. Thì ngoài cái này ra ấy, mọi người để ý nó còn có rất nhiều. Thêm cái button. Thì button của chúng ta vừa giờ là có button ok. Bây giờ thầy muốn thêm button. Bỏ dưới này đi lại dùng cái này. Thì nó lại đưa vào đây là cái message button. Các bạn có thể chọn ok, yes, no. Yes, no, cancel. Ok, cancel. Ví dụ để ok, cancel. Thì con này sâu lên các bạn sẽ thấy nó có hai nút ok và cancel. View, sâu. Có ok và cancel. Nó có quá nhiều overload ở đây. À, đây là cái overload. Rồi là gì? Nó có cái icon nữa. Message box icon. À, message box icon. Rồi là default button.
Ví dụ ở đây sử dụng Message Box Icon. Chúng ta có thể lấy icon ở đây là một cái thông báo info, lấy ra dấu phẩy chấm. Từ default button, message box default button, chúng ta có thể chọn đó là button 1, button 2, button 3. Là ok, cancel hay là yes, no, cancel. Thì 1 là yes, 2 là no, 3 là cancel. Mình là ok. Rồi chúng ta có thể dùng message box option. Ở đây nó có thể là right line hoặc là default. Hoặc chúng ta cũng có thể không cần cái này nữa, chúng ta có thể dùng một cái upload khác. Ví dụ như là option have button hay không. Đấy, rồi string rất nhiều. Thông thường thì thầy chỉ dùng đến đến cái này thôi, đến cái upload này thôi. Đấy, thì cũng chả dùng đến những cái sau. Thì chúng ta nó có tới 21 cái upload của message box. Bạn nhìn thấy là một cái thông báo. Đấy, thông báo mai của tuần của lớp người học ok, cancel hay ok thì thế, đúng không? Vì đây nó là một cái thông báo. Đấy thì chúng ta thấy là gì, nó có thể sâu lên rất nhiều cái overload của cái thằng message box này. Đấy, rất nhiều những cái liên quan đến message box này. Tiếp theo nhân tiện nói tiếp về cái dialog thì các bạn hình dung ra từ ở đây chúng ta có thể sâu lên một cái dialog hay là một cái hộp thoại khác thì ví dụ như bây giờ các bạn sẽ tạo ra một cái dialog. Ví dụ thấy đơn giản thì tạo ra một cái form này. Tạo ra một cái form 2. Và các bạn nhìn từ form 1 này. Từ form 1 này. Ví dụ thể bấm vào cái nút sâu. Sâu cái form 2. Thì bây giờ thì sẽ tạo ra cái form 2 F2 bằng new form 2 F2 chấm sâu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây khi thầy chọn sâu form 2 nó ra form 2 đây. Nhưng mà thầy vẫn về được đây, form 1. Đúng không? Đây này, bấm thêm cái nữa. Vẫn về được form 1 đúng không? Form 1 đây, vẫn sâu được hai cái form 2. Thì nhiều bài toán chúng ta không muốn cho phép như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng là sâu dialog. Thì khi đó ta thấy là chúng ta không thể về được trước. À, chúng ta không thể bấm vào được. Chúng ta chỉ về được khi chúng ta đóng cái này. Đấy, về. Chưa? Thì đấy người ta gọi đó là cái một cái form và sâu dưới dạng dialog. Đôi khi chúng ta cũng có thể tạo ra cái dialog. Chúng ta add không phải là add form nữa. Ở trong cái form này nó có cái ở đây nó chuyển hết về dialog rồi. Trước đây thì nó có cái chữ dialog riêng. Nó chuyển hết về là form rồi. Nhưng mà chỉ sâu thôi. Chúng ta sâu dưới dạng gì thôi. Đấy. Thì các bạn hình dung ra nếu mà sâu thì có nghĩa là dưới dạng là model list. Còn sâu dialog tức là dưới dạng model. Dưới dạng model.
Theo là cái khái niệm về opacity. Opacity tiếng trước để có đã qua các em rồi. Ví dụ như là ở trên này, cái form này, cái form 1 này, thầy để là opacity bằng 50. 50%. Thì khi chúng ta chạy, các bạn nhìn thấy là cái form của chúng ta hiện lên. Đó. Và khi chúng ta sử dụng form, chúng ta vẫn nhìn thấy tất cả ở phía sau. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta nhìn thấy hết tất cả ở phía sau. Đấy. Form này nó mờ đi. Và đây là cái mốt mới của các cô gái rất thích, đúng không? Đúng không? Có phải không nhỉ? Váy xuyên thấu. Con trai có thích không? Không. Con trai không thích mặc váy này nhưng mà thích các cô gái mặc váy này, đúng không? Thầy thích không thầy? Đấy, bình thường thầy ạ. Hả? Đấy bình thường thầy ạ. Thầy là con trai, thầy có thích không thầy? Con trai mà không thích thì là con gái mất rồi. Đấy, thì chúng ta nhìn đây, đúng không? Đó. Thì đây chính là cái dạng gọi là trong suốt. Đấy, chúng ta có thể nhìn hay là xuyên thấu. Đấy. Đấy. Đúng chưa? Đó. Đấy. Thì ví dụ như là giả vờ, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái đây, ví dụ như lại thiết kế lại cái này, đúng không? Chúng ta ví dụ ở cái form 2, cái form 2 này của chúng ta thì làm đơn giản đấy. Cái form 2 này của chúng ta, đúng không? Chúng ta tạo ra một cái picture box. Tạo ra một cái picture box. Đó. Đấy. Và đưa vào đây ảnh, đúng không? Của cô bài. Đây rồi, ảnh Mỹ Tâm. Đấy, ảnh này cho nó đẹp. À, ví dụ chúng ta để sẵn mốt là Street. Đấy thì bây giờ giả sử ở bên này thì có sử dụng một cái rồi. Slide cái slide 3. Đây cái chất 3. Cái chất 3 này thì quay cho nó thành horizontal. Orientation thành vertical. Đó. Ví dụ ở đây maximize của nó là 100. Maximize là 100. Và minimize là 0. Đây chính là thể hiện cái độ gọi là opacity của cái ảnh này. Đó. Thì ví dụ bây giờ thì sẽ bắt sự kiện là khi điều chỉnh cái này thì nó thay đổi cái opacity của cái picture box. Picture box là có opacity không? Ờ, cái picture box là không có. Picture box này không, nó không có cái opacity. Cái nào có nhỉ? Cái panel. Cái form thì có opacity. Cái panel mà có. Panel cũng không có. Chỉ có cái form thôi. Okay. Lấy ví dụ để cho các bạn nhìn thấy, hình dung ra cái opacity này. Thế được rồi. Thì ở chỗ này thầy sẽ sâu lên, sâu form này không dưới dạng dialog nữa mà sâu thường.
thì ở cái form 2 này nó sẽ bắt sự kiện của cái này để nó thay đổi cái opacity. À nhưng mà không phải. Thế thì cũng không 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 ấy. Tại vì nó không thay đổi được opacity, thế định đổi cái opacity của cái này. Thế được rồi, kệ nó, làm ví dụ cái này thôi. Thế thay đổi opacity của cái form này, của cái form này. Thì thế bắt sự kiện khi mà cái này nó scroll, hay là gọi là khi mà chúng ta thay đổi value chain. Value chain. Tóm lại là value chain. Thì chúng ta lấy ra cái giá trị của nó để gắn vào cái opacity. Dit.opacity sẽ bằng cái checkbone.value 100%. Thì ta lấy ví dụ như này. Đó. Tớ chưa theo. À, value chain không được. Sự kiện là value chain. Value chain đúng rồi. Value chain. À, zip có thể. Zip đúng rồi. Zip không. Opacity bằng value chain. Có thể check xem nó là giá trị của nó là bao nhiêu. Một. Hai. Đúng rồi. Cái opacity của chúng ta nó kiểu double. Opacity kiểu double. Hai. Ban đầu mặc định của nó là 100%. Ban đầu cái này là 100%. Finding. Kết hợp bao nhiêu? Thì chỗ này mỗi khi thay đổi chúng ta sẽ lấy cái này theo tỷ lệ phần trăm đi, opacity bằng cái z.opacity. Opacity nhân với này là bao nhiêu phần trăm thì đấy. Phần trăm thì nó là chia cho 100. Tiếp mất rồi. Mà quá không nhìn thấy nó rồi. Mà quá không nhìn thấy đâu đâu. Đại ý là như thế. Cái này phải chia cho 100. Cần chia cho 100, tức là tỷ lệ của nó bằng 100%. Đấy, các bạn thấy mà. Đúng không? Mọi người hiểu chỗ này không? Hiểu rồi đấy. Thì đấy là một số những cái phần lân cao để đóc. Vậy là cái anchor thì thầy cũng đã nói rồi. Đó. Thì còn cái gì nữa? Thì thêm một cái nữa về cái menu.
Thì các bạn để ý ở đây chúng ta đang làm cái menu này, người ta gọi là cái standard menu. Standard menu. Ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng cái là context menu. Context menu. Ở đấy ví dụ như ở trên cái form 2 này. Rồi, em sẽ nói tiếp. Thì ví dụ giả sử ở đây, đây là cái ảnh. Nhưng giả sử ở đây thì có một cái textbox. Multiple. Thì các bạn có nhớ cái khái niệm menu. Context menu có nghĩa là gì? Khi chúng ta kích phải chuột vào thì nó ra một cái menu. Ví dụ ở đây các bạn thấy kích phải chuột ra cái menu này. Ở đây thì kích phải chuột nó ra cái menu này. Chỗ này kích phải chuột nó ra menu khác. Như vậy context menu có nghĩa là nó phụ thuộc vào cái vùng ở trên màn hình, vùng trên form mà chúng ta lựa chọn. Thì giả sử bây giờ thầy sẽ tạo ra hai cái menu strip, context menu strip cho form 2. Một cái thứ nhất, cái thứ hai. Ví dụ đối với cái thứ nhất là liên quan đến ảnh thì sẽ để vào đây là nó có zoom in zoom out. Zoom in. Và cái này là zoom out. Còn đối với cái này thì là ở cái menu 2 thì sẽ để là ví dụ cho text của nó là small. Medium. Và last. Đó. Thì sau đó bắt sự kiện thì các bạn cũng kích vào đây thôi. Ví dụ small này các bạn muốn bắt cái gì thì các bạn viết code vào đây. Đó. Mọi người hiểu ý không? Nhưng bây giờ làm sao để set được là khi kích phải vào cái này thì nó ra cái context menu stream 1 và kích phải vào cái này thì ra context menu stream 2. Thì rất dễ, ở trong WinForm này các bạn chọn cái picture box này. Và ở đây nó có sẵn một cái là context menu stream thuộc tính. Đâu? Đây. Và chúng ta chọn cái menu strip 1. Và cái bên này thì chúng ta chọn cái menu strip 2. Xong, rất đơn giản. Và chúng ta chạy. Cái này thì ở trong cái phần trong Java thầy cũng hay nói. Và trong Android thì Android các lớp thì thầy cũng hay nói về các cái này. Mỗi một cái nó có một cái. Thì ví dụ ở đây chúng ta sâu form 2, các bạn kích phải chuột đây là zoom in zoom out, kích bên này thì nó lại là small menu, kích ra ngoài thì đương nhiên không có. Mọi người hiểu ý không? Thì cái này người ta gọi là context menu. Mọi người đã làm cái này bao giờ chưa? Các bạn học môn Java Desktop ấy, có làm cái này bao giờ chưa? Chưa. Ở trong Java Desktop nó có mà. Các bạn làm gframe ấy. Đấy, thì nó cũng có một trong tên của nó thì nó khác một chút, tức là ở trong cái môn Java Desktop phần gframe ấy thì nó không gọi là context menu mà nó dùng cái từ gọi là pop up menu. Đấy, còn trong WinForm này nó gọi là context menu. Đấy, và sau này các bạn học về Android, lập trình Android thì trên cái giao diện của điện thoại nó cũng dùng là từ là context menu. Đấy. Rồi. Đấy, thì về cơ bản là tất cả những cái component, từ component basic nhất, từ các cái control, common control đấy, cho đến những cái control nâng cao như là dialog rồi là menu đấy, thì thầy đã nói rồi đấy. Thì tuần sau chúng ta sẽ học đến cái phần là data, là làm việc với lại cơ sở dữ liệu nhé. Cái print thì các bạn có thể về các bạn đã tự tìm hiểu thêm.
để có thể thực hiện chọn ra máy in được. Cái này nó đơn giản lắm. Các bạn hình dung chưa? Rồi. Thì tuần sau thì sẽ hướng dẫn làm nốt cái phần tạo làm việc với database. Rồi bây giờ thầy sẽ phân nhóm để các bạn làm project. Mình sẽ stop cái record.